Hello, xin chào tất cả mọi người. Hiện tại thì mình đã thả thêm vào trong chiếc AV nhỏ này của mình 4 em gà Putin nữa. Còn trước đó thì mình có thả vào đây một cặp trào màu và một con ngũ sắc mái. Ba con này đều là ở chiếc lồng cũ mình chuyển sang. Thì cũng có một điều bất ngờ là khi mình thả cặp trào màu mới cũ của mình ấy vào đây ấy, thì bên trong AV này mình có làm cho nó một chiếc tổ này. Thì khi mới thả vào thì mình để ý thấy là cặp trào màu nó bắt đầu quấn tổ. Thế nên là mình cũng mua ít lưới đen để quây kín lại. Thực ra thì cũng quay để cho nó làm tổ thôi chứ cũng không hy vọng gì nhiều, vì ở cái khu vực này của nhà mình thì là mình có đặt chiếc máy giặt này ở đây, mới là cái chỗ phơi quần áo đấy, nhưng mà đi lại chỗ này cũng nhiều nên chắc là vậy, là để chúng nó làm thôi chứ còn cũng không 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 hy vọng cao lắm. Còn có riêng về mấy em gà rutin mình mới bắt này về thì sau được khoảng mấy ngày đấy thì hôm qua là các em ấy đã xuống được quả trứng đầu tiên. Thì đây là hình ảnh quả trứng gà rutin này, đây mọi người có thể xem nó nhỏ hơn cả quả trứng cút nữa. Thì mình cũng đã đặt một chiếc máy ấp trứng tự động có khay đảo, thì đang chờ sốt lên đơn rồi gửi về. Đến lúc có máy về thì mình sẽ làm một video về quá trình ấp trứng gà rutin, hay còn gọi là cút Thái. Hiện tại thì ở miền Bắc mình thì đang vào những ngày thời tiết mưa nồm mà rất là rét. Hiện tại thì miền Bắc đang bước vào cái mùa mưa và rét. Đây, mưa từ tối hôm qua đến giờ chưa có hiện tượng tạnh. Nên là những chiếc AV cỡ nhỏ hay là cỡ vừa của mình thì mình đều phải phủ bạt cũng như là nắp thêm bóng sưởi để sưởi ấm cho gà cũng như là cho chim. Còn về chế độ ăn uống ở trong cái mùa này thì mình có bổ sung thêm những cái gói vitamin. Đây hiện tại như mình đang sử dụng thêm đó là Mundavita, bổ sung các vitamin, khoáng chất và axit amin thiết yếu để tăng sức đề kháng cho những con vật của mình. Đồng thời thì mình cũng cần phải phòng ngừa những cái bệnh về mùa nồm ẩm này, ví dụ như tiêu chảy, kiết bị hay là về phổi thương hàn, E. coli. Nên là mình bổ sung thêm cái thuốc đặc trị rù gà này. Cái này thì mọi người có thể mua ở các cái tiệm thú y thì họ đều bán, về nhỏ vào cống nước hoặc là trộn cùng với thức ăn để cho những con vật của mình tăng được cái sức đề kháng, chống chọi được qua cái mùa mưa rét này. Chế độ ăn thì mình cần tăng thêm cái mùi tươi, tăng thêm mùi tươi và hoa quả để cho nó có đủ chất dinh dưỡng. Đây.
cứ manh manh me me ở cái tổ kia thôi. Mình cũng không không hy vọng gì nhiều. Chiếu che cái này thì cũng, chỗ này mình cũng động gió đấy. Che lại để cho nó cản bớt gió, nó ảnh hưởng đến sức khỏe của chim. Vẫn phải đẩy mạnh thức ăn cho mấy em gà rutin này vì nó đang vào cái giai đoạn đẻ trứng, cần bổ sung để cho nó tăng cái chất lượng trứng đi. Thì đợi cái máy ấp về thì mình sẽ lên một video làm máy ấp trứng và quá trình ấp nở trứng gà rutin. Mong mọi người sẽ đón nhận và theo dõi. Bây giờ thì mình xin phép kết thúc video ở đây. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Chúc mọi người mạnh khỏe.